Xóa cái tầm chấm tầm bao lao là mới rộng chị. Cái loại của em nó có chân nè. Này em sẽ không tùng. Sao nó không thầm. Cái cục mụn miếng lì hỉ. Cái loại trên mắt sợ lãng lon ghê á. Nó cười nó. Nhìn cái màu là thấy sợ không phải quá một lần mà nhiều lần. Không chỉ bán không chứ đen. Sợ giá là như thế. Cái này lúc rồi này có cần xem để xóa không chị? Lúc rồi có cần xem để xóa không? Hay em chị coi đó. Chứ sợ xem nút rồi xóa, nút rồi không thấy. Em thấy mấy người nó cũng đi xem rồi mới xóa. Thì chị mới vô đầu là chị nói em có hai nút rồi xấu đó. Dạ. Nằm chỗ mũi là không có, có chỗ dưới cái mặt. Dạ. Ngoài đây cũng ba mà ngồi trong nó cũng ấy mà trong kia kìa, trong nó cũng ba. Chị dặn rồi. Thì tại vì là mình đâu có chiếu bột, mình không mấy bột thì mình trừ ra chết. Mình không đắp mặt vào bột, bằng bột. Em cứ tính thêm 50 thôi. Gói 300 thì mới 330 phải không ta? Đúng không? Đúng rồi. Toàn 27 hết mà. Trăm rưỡi cái chi mà thêm 170 ví dụ nào mùng mới đó mà không 170 ý là nó theo gói, cái nó là theo khó theo gói. Thì nặng 120 với đắp cái nữa thì 50 nữa, 170 là đúng rồi. Ví dụ mình cái đắp cái hoài lá. Còn như bên kia là 150 thôi, vì nặng mụn không là 100. Ở bên Tân An là giá khác. Bên kia em kêu cho đứa mà qua là được rồi. Hay là thay phiên. Cho thay phiên thì cho đây em muốn đi. Quen rồi đúng không? Nhưng mà chờ dư người quá nên chị phải cho người xuống đây hoặc là nghỉ. Chị chọn đi chứ. Không ly thì chắc cố định rồi nữa quá. Tại vì ly vẫn quay, nên phải ở bên đó. Nó quản lý ở bên đó chứ. Ai đi chứ ly là không đi được đó.
Còn bên kia mở hồi sáng giờ rồi nè. Trâu cái bụng kêu dễ thương nè. Bên kia, bên kia đây. Chị la cũng được thì